4. Anh tài. Có hai vợ chồng nhà nghèo hiếm muộn, mãi mới sinh được một mụn con trai. Cậu bé sinh ra khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Nhưng càng lớn, chàng càng ăn rất tợn. Nồi kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng không đủ. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con, nhưng nuôi không nổi. Mình à, con trai của chúng ta càng ngày càng ăn nhiều. Cứ đà này á, thì chúng ta làm sao nuôi nổi nó đây? Xưa chúng ta cầu xin khắp nơi mới sinh được ra nó. Giờ tôi lại cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi có sức làm lụng để nuôi được nó thôi, chứ biết làm sao. À, tôi nhớ ra rồi. Con trai ơi, vào đây cha có điều muốn nói nè. Dạ, cha dạy con gì ạ? Ta chợt nhớ ra, ngày xưa có một người bên nước láng giềng bị lạc đường sang nước ta. Ông nội của con đã cứu ba người đó. Thương tình người đó không có tiền trở về nước, ông nội của con đã cho vay toàn bộ số tiền mà ông tích góp được cả đời. Người đó hứa sau này về nước sẽ trả lại cho ông gấp 100 lần số vàng đó. Vậy sao người đó có trả không cha? Người đó chính là hoàng tử của nước láng giềng. Sau này ông ta được lên làm vua và đã nuốt lời hứa. Ông của con có sang đòi vài lần nhưng đều bị đuổi về. Vậy thì không được, cha hãy để con đi đòi. Cha cũng tính như thế, nhưng đường đi thì xa, chẳng biết con đi có được việc hay không, hay lại thêm họa vào người. Cha đừng có lo, con lớn rồi, giờ cũng phải làm một việc gì đó cho gia đình mình chứ. Cha mẹ thì cũng già, không thể nuôi con mãi được. Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, chàng trai xách tay nải lên đường. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang tắt nước biển, anh không thấy sao? Sức khỏe của anh thật là phi thường. Công việc từ nhỏ của tôi là tắt nước thuê, nên dần luyện được sức khỏe hơn người như thế. Công việc vất vả quá, hay là anh hãy đi theo tôi. Hả? Đi theo anh làm gì cơ? Tôi sang đó đòi nợ. Nhà vua nước láng giềng nợ gia đình tôi một số tiền lớn. Nếu chúng ta cùng đòi được nợ thì tôi sẽ chia phần cho anh. Ở tôi từ bé đã chẳng có gia đình, làm thuê hết nhà nọ đến nhà kia để kiếm sống. Nghe anh rủ vậy tôi cũng thấy hấp dẫn. Chúng ta cùng đi nha. Vậy thì hãy kết nghĩa anh em với tôi đi. Được, vậy chúng ta là người một nhà. Vậy là hôm sau, chàng trai cùng người có khả năng tác biển lên đường. Họ đi 3 ngày 3 đêm thì tới một cánh rừng. Từ xa, họ đã nhìn thấy một người thanh niên khác đang ngồi trên một cây lớn đã bị đổ. Ồ, anh hạ được cái cây to thế này sao? Phải rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi làm nghề đốn củi nên ngày nào cũng phải làm. Anh đốn củi thì được bao nhiêu tiền chứ? Hãy theo tôi đi đòi nợ vua nước láng giềng. Được tiền rồi chúng ta cùng nhau chia. Vua nước láng giềng vay tiền thì chắc hẳn nhiều lắm. Tôi vốn không có gia đình anh em, lang thang nay đây mai đó. Hay chúng ta kết nghĩa anh em và lên đường đi. Vậy là cả ba người lại lên đường. Đi 10 ngày thì họ tới một cánh rừng khác. Làm sao anh có thể phát cả một túi than lớn như vậy trên lưng được nhỉ? Trời sắp tối rồi, anh có thể bán cho chúng tôi một ít than làm lửa đốt cho ấm được không? Chúng tôi muốn ngủ lại ở đây đêm nay. Ở rừng này nhiều thú dữ lắm, các anh có vẻ là người tử tế. Hãy về nhà tôi ở tạm tối nay, mai đi đâu hãy đi. Vậy có sợ làm phiền gia đình anh không? Tôi sống một mình bằng nghề đốt than, nhà nghèo chẳng có gì, mời các anh về nghỉ tạm. Chúng tôi đang đi sang nước láng giềng đòi nợ, hay là anh đi với chúng tôi? Thế thì đi, tôi chẳng ngại gì cả. Vậy là cả 4 người bọn họ cùng kết nghĩa anh em và lên đường. Chẳng bao lâu, họ đã tới kinh thành của nước láng giềng. Những người La Mặt kia, các người định đi đâu? Chúng tôi đi đòi nợ. Ngày xưa nhà vua từng vay của ông tôi một số tiền vàng và hứa sẽ trả gấp 100 lần. Chúng tôi quyết đòi hết mới về. Tưởng rằng chúng đã quên món nợ năm xưa, vậy mà giờ lại tới đòi. Ta không thể trả chúng một số tiền vàng lớn như vậy được. Hay mở tiệc thết đãi chúng một bữa, rồi tìm cách giết chúng đi.
Vâng thưa bệ hạ, cho bọn chúng ăn xong, thần sẽ mời chúng đi dạo trên con thuyền rồng để ngắm cảnh và... Ôi trời ơi, thuyền của chúng ta đang chìm dần. Có ai cứu chúng tôi với? Đừng lo, có tôi đây rồi. Tôi có khả năng tác cả biển. Có chút nước này thì đáng gì với tôi chứ. May quá, không có anh thì chúng ta đã chết chìm rồi. Quân đâu? Giết chết bọn chúng cho ta. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Anh ấy thật tài năng, chỉ một nhoáng mà cả cây cổ thụ đã bị đốn rạp rồi. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Thưa bệ hạ, hay thôi bệ hạ hãy trả quách đi cho xong. Số tiền tuy cũng nhiều, nhưng đối với ngân khố quốc gia thì cũng đáng là bao. Dù không đáng là bao so với ngân khố, nhưng ta cũng tiếc. Bệ hạ đừng lo, bệ hạ hãy ra lệnh cấm dân trong vùng không ai được gánh thuê cho chúng số tiền vàng đó. Chúng sẽ không thể mang hết được về. Vậy là chúng chỉ có thể mang một phần nhỏ về thôi ạ. Đúng thế, hãy mang tiền vàng ra trả bọn chúng đi. Hả? Chúng ta làm sao có thể mang về hết được cơ chứ? Đã có tôi, từ nhỏ tôi đã phát than, bao lớn bao nhỏ, chỗ này có xá gì? Hồi đó ta cứ nghĩ vay xong thì có thể quỵt được dễ dàng, nên đã mạnh miệng tuyên bố sẽ trả gấp 100 lần. Ai dè. Vậy là chàng trai cùng 3 người anh em kết nghĩa trở về nhà. Họ xây lại ngôi nhà mới và cùng sống chung như những người anh em ruột thịt. Cha mẹ của chàng trai cũng vô cùng hạnh phúc khi họ có thêm những người con là những chàng trai khỏe mạnh, tài năng và tốt bụng. Mua lạc đà. Thôi, tôi đi cho kịp buổi chợ sớm. Tiền bán thóc mình mua mấy con lợn với mấy con gà về làm giống nhé. Tôi biết rồi, mình không phải dặn thừa. Không biết có biết đường mà tính toán mua bán không nữa. Đây, tôi trả tiền thóc, chỗ buôn bán lâu năm, nhưng anh cứ đếm cẩn thận lại đi. Đủ rồi, cảm ơn ông, tôi về nhé. Không ngờ giá thóc đợt này cũng khá, tầm này cũng phải mua được 2 con lợn với đàn gà nhỏ. Giờ phải ra hàng lợn chọn kỹ đã. Mua lạc đà không? Gì thế nhỉ? Mua lạc đà đi. Ai mua lạc đà không? Nó gọi là con lạc đà à? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó, trông lạ quá. Trông tướng nó xấu thế kia, có ích gì không mà ông rao bán thế? Chắc các vị chưa biết, tôi là thương nhân chở tơ lụa từ vùng khác đến đây. Các vị nhìn xem, con lạc đà này rất khỏe, nó có thể hồ cả tấn hàng trong thời gian dài. Đặc biệt nhịn đói và nhịn khát rất giỏi, thực sự hữu ích cho ai muốn thồ hàng. Giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy một con lạc đà đấy, nhưng nói như ông thì nó cũng chỉ có tác dụng như con trâu thôi. Ồ, hơn nhiều chứ. Nó chịu nắng, không cần nước tắm, nhịn đói giỏi nên tốn rất ít cỏ, cám như trâu. Giỏi thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, thồ hàng cả ngày trên sa mạc không hề hấn gì. Được đấy chứ nhỉ? Ừ, phải đấy. Con lạc đà này quý đến thế, sao ông lại muốn bán? Thật ra tôi chả muốn bán nó đâu. Nó đã theo tôi mấy năm rồi, nhưng vì đợt hàng này của tôi bị lỗi, phải đền tới mấy trăm lạng bạc, thế nên tôi mới phải bán nó đi đấy chứ. Sau này tích lũy lại, tôi lại sắm con lạc đà khác dùng. Thế ông bán nó bao nhiêu? 50 lạng bạc, không hơn không kém. Con lạc đà này tốt đấy, mà giá có 50 lạng bạc thôi. Số tiền này vừa đủ mua con lạc đà. Suy cho cùng, mua lạc đà hơn đứt mua lợn với mua gà. Có nó,
mình sẽ đi làm thêm việc chở hàng, cũng cùng một công sức ấy, chả mấy mà hoàn tiền vốn, lại còn sinh lời nữa ấy. Còn con trâu này cho người ta thuê cày ruộng cũng được món tiền. Tôi mua con lạc đà này. Anh cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo nó rất có ích cho anh. Lợn đâu? Gà đâu? Mà con gì kỳ dị thế này mình? Lạc đà đấy, mình suốt ngày chê tôi không biết tính toán làm ăn. Con lạc đà này thầu hàng tốt lắm, ăn đứt con trâu mà lại chịu được thời tiết khắc nghiệt nhất, cho nên tôi mới mua về. Ngày mai tôi sẽ đi thầu hàng kiếm thêm ít tiền, còn con trâu này mình cho thuê cũng được một khoản. Có thật thế không đấy? Thật chứ, tôi đùa mình làm gì. Mình cho nó ít cỏ, tôi mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Lạc đà ư? Nhưng thôi, chồng mình tính thế cũng phải. Nửa tháng sau. Vải nào? Vải tơ tầm đây, vải tốt đây. Ông đây rồi, đồ lừa đảo, trả tôi tiền đây. Có chuyện gì mà anh lại nặng lời thế? Xưa nay tôi buôn bán không lừa gạt ai cả, nếu không sao còn dám ngồi đây buôn bán? Anh chả phải là đồ lừa đảo sao? Lần trước tôi mua con lạc đà của anh, thế con lạc đà của tôi làm sao? Nó bị ốm mà. Nó chẳng làm sao cả. Con lạc đà đó anh quảng cáo ghê lắm, nào là chịu nắng rất giỏi, nào là cả ngày trời không cần ăn uống mà chẳng làm được cái tích sự gì. Đúng là tiền mất tật mang. Thổ hàng qua sông suối, đầm lầy nó thua trâu xa lắc. Nào, lỗi qua nào. Nhanh lên nào, trời sắp tối rồi. Ôi, ướt hết hàng rồi. Mày chả được cái tích sự gì. Mất tôi 50 lạng bạc của ông rồi. Đây, tôi trả lại anh. Trả tôi tiền đây. Tiền anh đã đưa tôi, lạc đà anh cũng đã mua rồi. Tôi chẳng lừa đảo gì cả, mà phải đền tiền cho anh, tôi không trả. Này, đừng có mà già mồm, không tôi kéo ông lên quan phủ đấy. Tôi chẳng sợ, có lên quan cũng vậy thôi. Lỗi là ở anh, tại sao anh lại trách tôi? Lỗi nào mà báo tại tôi? Thì tôi đã nói trước, rõ ràng với anh cả rồi. Lạc đà của chúng tôi chỉ quen sống ở môi trường sa mạc, nắng nóng và khắc nghiệt. Trong môi trường khan hiếm nước, nắng nôi đó, nó thật sự hữu ích, phải vậy không? Thì... Còn ở đồng bằng, cỏ với nước đều không hiếm, mà môi trường lại trái khoái với hoàn cảnh sống của nó, thì làm sao nó phát huy thế mạnh của nó được? Anh lại còn đi so sánh nó với trâu, mang nó đi thồ hàng ở sông suối nữa chứ. Có phải đó là do anh không giỏi tính toán, suy tính trước sau, nên mới mua lạc đà này không? Phải rồi, giờ còn đi trách ai được nữa chứ. Kể cũng giỏi tính, cơ mà tính nhầm. Giờ mang nó lên vùng sa mạc bán thì được giá đấy. Cành đào chiều cuối năm. Mời bác mua đào đi ạ. Ông ơi, mua đào đi ạ. Về thôi cháu ơi, cũng gần 30 Tết rồi, ai cũng vội vã về nhà mình chuẩn bị lễ tất niên, bây giờ lại cũng khó bán lắm. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cô đang dọn đồ về đấy ạ. Ừ, về thôi. Cô cũng định cố ở lại kiếm thêm ít tiền tiêu Tết, nhưng giờ này cũng chẳng còn người mua nữa đâu. Về với gia đình thôi cháu à. Cháu cũng về đi. Dạ, cháu cố chút nữa ạ. Ba mẹ ơi, Út ơi, anh về rồi. À, anh hai về rồi. Sao cháu đứng thần người ra thế? Về thôi cháu. Cháu vẫn chưa về được. Cháu muốn kiếm thêm ít tiền mua quà cho cả nhà. Đã mấy cái Tết trôi qua rồi, em gái cháu chưa có cái áo mới nào. Cháu quả là người con có hiếu, người anh tốt. Nhưng cháu nhìn xem, phố vắng, người thưa. Còn mấy người mua hàng nữa đâu mà cố ở lại. Thôi, cô về đây. Vâng, cháu chào cô ạ. Lạnh quá. Dạ, chị mua hoa đào giúp em ạ. Ừ, chọn cho tôi một cành. Cành nào đẹp nhất, to nhất ấy. Dạ, chị ơi, đây là cành hoa đẹp nhất mà em bán đấy ạ. Ừ, cũng được. Thế giá bao nhiêu? Dạ, 100.000 ạ. Cái gì cơ? Những 100.000 cơ á? Dạ, đấy là em lấy giá vốn đấy ạ. Em muốn bán nốt vốn để về,
Chứ em không lấy lãi chị đâu ạ. Bây giờ là chiều 30 Tết, chả còn ai bán giá vốn đâu, ai cũng chịu bán lỗ để về. 30.000 thôi, có bán thì bán cho chị, em để lại thì cũng chỉ vứt đi thôi. Trời, cành đào to đẹp thế này mà chị trả em 30.000 đấy ạ. Thế em nghĩ là bao nhiêu nữa? Em bán được 30.000 chẳng hơn là không được đồng nào à? Không phải bỗng nhiên mà chị đi chợ mua đào vào lúc này đâu. Em không bán nhanh, chị sang hàng bên kia họ lại trả bán vội cho chị ấy. Dạ, em không thể bán được ạ. Bán như thế là bán phá giá, sẽ làm ảnh hưởng đến những người bán hoa đào khác. Gớm, đã ấy sưng lên còn sĩ diện. Thôi, em cứ để những cành đào đó mai vứt đi nhé. Dạ, cụ mua đào ạ. Cháu à, cháu chọn cho cụ một cành đào nhỏ nhé. Dạ vâng ạ. Cụ ơi, cành đào này nhỏ nhất đấy cụ ạ. Dạ, cành đào đẹp quá. Bao nhiêu tiền cành đào này vậy cháu? Dạ, chỉ có 50.000 thôi cụ ạ. Cháu đã lấy giá vốn rồi đấy cụ ạ. Cụ mua giúp cháu ạ. 50.000 cơ à? Vậy thôi cháu ạ, ông không mua nữa, cảm ơn cháu nha. Cụ ơi, cành này là nhỏ nhất, nhưng rẻ nhất rồi đấy. Nếu mua cành bé hơn thì cắm trong nhà không đẹp đâu cụ ạ. Không, ông không định cắm ở nhà. Thường thì phụ nữ vẫn đi chợ. Sao cụ bà không đi mua hoa đào mà lại để ông cụ đi mua nhỉ? Bà nhà ông đã mất rồi. Đúng vào chiều 30 Tết năm ngoái, ông định mua hoa mang ra mộ bà ấy. Cụ ơi, cụ cầm cành đào về nhé. Ôi không, tôi không có đủ tiền để mua cành đào này đâu. Tôi chỉ còn 20.000 thôi. Dạ, không phải ạ. Cháu không bán ạ. Cành đào này là cháu biếu cụ. Cụ ơi, cụ cầm giúp cháu. Đây là tấm lòng của cháu. Cụ đừng từ chối ạ. Cháu là chàng trai tốt, mà sao giờ này cháu vẫn chưa nghỉ à? Cảm ơn cháu nha. Dạ, không có gì cụ ạ. À, cháu cũng chuẩn bị về đây ạ. À, thôi, không bán hàng nữa, về thôi. Món quà lớn nhất của mình dành cho gia đình sẽ không phải là tiền bạc hay vật chất, mà chính là bản thân mình. Bố mẹ và em gái mình thấy mình về làm tất niên cùng, chắc chắn sẽ rất vui. Câu chuyện bóng bay. Hôm nay là ngày cậu bé đó lại đến mua bóng bay đấy. Ừ ha, từ ngày có cậu ấy, bóng bay ở đây bán chạy quá. Không hiểu là bóng bay có gì hấp dẫn thế nhỉ? Các cậu ghen tị với bóng bay làm gì chứ? Các cậu có biết bóng bay rời khỏi cửa hàng đồ chơi này có nghĩa là gì không? Các cậu sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Các cậu sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ với chủ nhân của mình, chứ đâu như các bạn bóng bay kia. Các bạn ấy có tuổi đời rất ngắn, một khi đã ra đi thì chắc chắn các bạn ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Đúng đấy, dù gì mình không muốn làm bóng bay đâu. Một đời ngắn ngủi chẳng được bao lâu, có khi chưa được sung sướng ngày nào thì cuộc sống đã kết thúc rồi. Cháu lại đến đó hả? Hôm nay cháu lại mua bóng bay phải không? Vâng thưa chú. Sao lần nào cháu cũng mua bóng bay thế? Cháu không thích món đồ chơi nào khác sao? Dạ, cháu chỉ muốn bóng bay thôi ạ. Có tiền để dành là cháu lại mua bóng bay, vì cháu tin bóng bay sẽ giúp cháu thực hiện được điều cháu mong muốn. Ồ, vậy chú chúc cháu thực hiện được điều cháu muốn nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Bóng bay thì thực hiện được ước mơ gì chứ nhỉ? Ôi dào, trẻ con ấy mà, chắc là chỉ muốn thả bóng cho vui thôi. Vậy là một số bóng bay lại ra đi rồi. Thật là tội nghiệp quá. Bóng bay ơi, xin hãy giúp mình tìm được em gái đã thất lạc hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Hôm nay mình sẽ thả các bạn ở đây. Hãy bay đi bất cứ nơi nào có thể bóng bay nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thực hiện mong ước của cậu bé này nha. Chúng ta sẽ mang theo tấm ảnh này đi khắp muôn nơi. Hy vọng rằng có một ai đó sẽ biết được em gái cậu ấy đang ở đâu. Những đồ chơi khác đều xót thương cho chúng ta. Họ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không kịp làm bất cứ việc gì thì đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy ngắn, nhưng mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại có thể có ý nghĩa lớn lao đến như thế nào. Đúng thế, hãy chứng minh cho những đồ chơi khác thấy rằng cách mà chúng ta sống quan trọng hơn việc chúng ta tồn tại được bao lâu. Tiến lên các bạn ơi! Gió mạnh quá các bạn ơi! Cố gắng lên các bạn, đừng đầu hàng. Hãy cùng nhau vượt qua nơi này. Chúng ta phải mang tấm hình này đến với càng nhiều người càng tốt. Mình sợ rằng mình sẽ vỡ mất. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ủa, bóng bay, trên bóng bay có tấm ảnh kìa. Mẹ ơi, quả bóng ở trên cây kia có gì kìa? Là tấm ảnh của một cô bé. Nửa năm sau. Thưa ông, xin được hỏi trong suốt một thời gian dài cậu bé đã đến đây để mua bóng bay. Xin hỏi ông có biết mục đích cậu ấy mua nhiều bóng bay đến thế không ạ? Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được lý do cậu ấy mua nhiều bóng bay đến như thế. Là người sau cùng đã tặng cậu bé rất nhiều bóng bay. Ông nghĩ sao khi có người cho rằng dùng bóng bay để tìm được người thân là một việc bất khả thi ạ? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con người ta có rất nhiều cách để thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bé đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm lại em gái. Những quả bóng bay đã chứng minh rằng chúng rất có tác dụng. Chúng đã giúp cho rất nhiều người biết câu chuyện của cậu bé. Và thực tế như chúng ta đã biết, cậu bé đã tìm được lại em gái của mình nhờ vào những chiếc bóng bay đó. Riêng tôi, giá như tôi biết mục đích của cậu bé ngay từ đầu, chắc tôi đã giúp được cậu bé nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện cổ tích về cậu bé và những trái bóng bay có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau. Quả thật, những trái bóng bay kỳ diệu đã giúp cậu bé tìm thấy người em gái thất lạc đã bao lâu nay. Xin chúc mừng cậu bé, cầu mong anh em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Hiện nay, hai anh em đã được một gia đình nhận nuôi và đang sống rất vui vẻ. Ngày cậu bé tìm thấy em của mình, hai anh em đã vô cùng mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm xúc động của biết bao người. Có thể nói, đây là phút giây vô cùng thiêng liêng, giây phút nhắc nhở mỗi chúng ta rằng tình thân ruột thịt, tình yêu giữa người với người luôn đáng trân trọng biết nhường nào. Câu chuyện bóng bay đã có một kết thúc rất đẹp, thưa quý vị. Khu vườn hy vọng. Em dẫn con vào nhà nhanh đi, kẻo ngoài trời gió lạnh làm bệnh con bé nặng thêm đó. Dạ, vậy anh chịu khó chuyển đồ vào một mình nha. Dạ chào chú, cháu là Hoàng ở nhà bên cạnh, để cháu giúp chú một tay nha. Ừ, cảm ơn cháu. Hôm nay nhà chú chuyển đến đây ở hả? Ừ, con gái chú bị bệnh, cho nên vợ chồng chú dọn về đây ở cho gần bệnh viện. Dạ, bạn ấy bị bệnh gì vậy chú? Con bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo, từ khi bệnh tình ngày càng nặng buộc phải cắt hết tóc. Con bé không chịu đến trường nữa, nó mặc cảm vì bị bạn bè trêu cháu à. Chắc là bạn ấy phải tuyệt vọng và cô đơn lắm. Chuyển đến đây cả tuần rồi mà mình chưa bao giờ thấy cửa sổ phòng cậu ấy mở cả. Em lo cho con bé quá anh à. Con bé vẫn không chịu ăn uống gì hả em? Dạ, em mang món nào lên phòng, con bé cũng không chịu ăn. Có lúc còn bực bội hất đổ, suốt ngày chỉ nằm lì nhốt mình trong phòng tối. Em không biết phải làm sao đây nữa.
Từ lúc bệnh tình ngày càng nặng, tâm trạng con bé mới như vậy mà. Giờ anh cũng không biết phải làm sao để vực dậy tâm trạng đó đây. Cậu ấy thật đáng thương. Đúng rồi, mình phải làm gì đó giúp cậu ấy mới được. Chào cậu, cậu đang làm gì trên vườn của nhà mình thế? À, tớ muốn trồng một vườn hoa thật đẹp để dành tặng cậu đó. Hoa ư? Ờ, loài hoa này đẹp lắm. Mình đảm bảo cậu sẽ rất thích đó. Tớ không cần. Không biết cậu ấy đã nhổ hết cỏ dại chưa nhỉ? Hôm nay cậu dậy sớm hơn hẳn mọi ngày cơ đấy. Tớ nhổ hết cỏ rồi này. Giờ sẽ làm tơi đất. Cậu xuống đây đi. Vui lắm. Tớ không thích. Loài hoa cậu ấy trồng là gì thế nhỉ? Nghe cậu ta bảo đẹp lắm. Hôm nay tớ sẽ gieo hạt giống xuống đất này. Thế à? Nhưng đó là hạt giống hoa gì vậy? Nếu cậu xuống đây, tớ sẽ bật mí cho nghe. À, trời ơi, cậu có sao không? Con đi đâu đấy? Dạ, con ra vườn. Con bé, nó chịu ra ngoài rồi. Anh à. Ừ, thằng bé Hoàng đã đoán đúng. Cậu có sao không? À, mình chỉ bị rớm chút máu thôi mà. Chắc là đau lắm nhỉ? Mình không sao. Cậu đã xuống đây rồi, thì gieo hạt cùng tớ đi nha. Mà đây là hạt giống hoa gì thế? Nếu chúng mình cùng chăm sóc cho hạt giống nảy mầm, lớn lên rồi nở hoa, đến lúc đó cậu sẽ biết đây là hoa gì. Đến lúc ấy, chẳng biết tớ có đợi được không nữa. Cậu phải lạc quan lên chứ. Nào, mình cùng gieo hạt nha. Nhưng tớ không có biết cách. Dễ lắm, cậu cứ làm theo tớ này. Ngân ơi, đến xem này. Ôi, hoa ra nụ rồi kìa. Ừ, chẳng bao lâu nữa cả khu vườn này sẽ ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Tớ đang đếm từng ngày, mong đến lúc khu vườn này nở hoa đấy. Ước gì tớ sống được đến ngày ấy. Rồi cậu sẽ được ngắm những bông hoa rực rỡ ấy mà. Cả những mùa hoa sau nữa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.